Khương Lê Quyến mến chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn chị Dung Võ, có một số mặt hàng hoa giấy cần giao lưu với bà con nha. Rất là nhiều màu sắc luôn bà con ơi, mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Rồi em chào chị. Rồi chào em Lê Nguyễn ha. Chào quý cô chú yêu hoa giấy cả nước. Rồi hôm nay đến với vườn của em có một số cây thành phẩm giao lưu với cả nhà ha. Rồi đầu tiên là cây ngũ sắc ha cả nhà. Mà này có 4 màu Thái và 1 màu Hồng Gân ha, là cũng đủ 5 màu ha cả nhà. Hoành 12. Cao 75. Thái ngang là 65. Rồi, cái này em giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc ha. Cây này rất là dài. 350k đến bao ship toàn quốc. 350. Mã số 1. Số 1. Cây này mình ship khu vực 1 trong vòng 2 hôm thì mặt lá nó sẽ còn ha cả nhà. Ship xa hơn thì nó sẽ rụng hoa rụng lá, cả nhà thông cảm ha. Rồi tiếp theo là mã số 2 cũng là cây ngũ sắc luôn ha. Cây rất là nhiều màu đẹp nha bà con. Đỏ, vàng, cam, tím sen, trắng phát hồng ha. Có hồng gân nữa. Có thêm một màu hồng gân. Là cây này 6 màu ha cả nhà. Rồi hoành 13. Cao 90. Thái ngang 80. Rồi cái giao lưu với cả nhà 380k bao ship toàn quốc ha. 380k. Bao ship toàn quốc cho cây 6 màu này ha. 5 màu Thái và 1 màu Hồng Gân ha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Cũng là một cây ngũ sắc. Ba. Cây cũng rất là nhiều màu luôn. Tím sen, vàng, cam, đỏ, trắng phớt hồng, 5 màu. Cây này là 5 màu Thái ha. Màu Thái. Hoành 11. Cao 1m. Thái ngang 70. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 380k bao ship toàn quốc ha. 380k bao ship toàn quốc cho mã số 3. Ngũ sắc Thái này em có số lượng sỉ cho cả nhà luôn ha. Cả nhà cần sỉ số lượng thì liên hệ số điện thoại em trên màn hình ha cả nhà. Tiếp theo mã số 4. Cây này vừa mới nụ hả mọi người? Cây này chấm nụ ha cả nhà. Đủ 5 màu luôn ha cả nhà. 11. Cao 92. Một rễ xoắn luôn ha cả nhà. Một rễ xoắn. Bán ngang là 55. Cái này em giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc ha. 350k bao ship toàn quốc cho mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Số 5. Ok, Alisa. Alisa ha. Hoành 18. Cao 65. Thái ngang là 72. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 280k bao ship toàn quốc luôn ha. 280k bao ship toàn quốc cho mã số 5. Tiếp theo mã số 6 cũng là cây Alisa luôn ha cả nhà. Mã số 6. Hoành 15. Cao 85. Thái ngang là 45. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc ha. 250k bao ship toàn quốc. Tiếp theo số 7. Số 7. Chiều tím lá vàng. Hoành 14. Cao 72. Thắng ngang là 55. 250k bao ship toàn quốc ha. 250k bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 8. Chiều tím lá vàng. Chiều tím lá vàng ha.
đang âm nụ hết cả nhà, âm nụ vàng tròn, một rễ lắc lượng luôn ha. Quanh 10, cao 70, bán ngang 66. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 280k bao ship toàn quốc ha. 280 em bao ship toàn quốc. Phơm tàn tròn luôn ha cả nhà. Cái này là đang bốc nổ ha. Cái này là Tết mình rộ hoa luôn ha. Cái này ship xa được nha cả nhà. Nụ nó đang còn ở trong cái thân nhiều lắm ha. Đi thì cũng không có sợ rụng bông, rụng lá rồi nó cũng sẽ ra hoa lại. Tiếp theo chín, mã số 9, một cây hai màu, cây ba màu này. Luôn ba màu, đỏ lá khói, rượu vang với lại phụng hoàng lửa ha cả nhà. Dáng nằm bonsai luôn ha. Quành 22, cao 80, bán ngang là 73. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 480k bao ship toàn quốc ha. 480. Cho cây ba màu 480k. Hồng tuyết, phụng hoàng lửa, đỏ lá khói, dáng bài cây rất là khéo ha. Mã số 9. Tiếp theo mã số 10, đỏ lửa ha và tím lửa ruby ha. Màu lửa. Cây lùng lực phơm tàn đặt nha. Quần 20, cao 80, bán ngang 75. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 450k bao ship toàn quốc nha. 450k bao ship toàn quốc cho cây hai màu lửa, đỏ lửa và tím lửa ha. Đỏ lửa nó nhiều, tím lửa nó có được một nhánh cái này hay cả nhà. Có thể mình về mình không thích tím lửa này mình bỏ luôn, mình xài một màu đỏ lửa thôi. Rồi 450k bao ship toàn quốc ha. Cho mã số 10. Tiếp theo mã 11 là một cây tím pháp ha. Tím pháp một màu, đang rộ hoa luôn ha. Cây tím pháp đang rực rỡ bông, bông rất là to nhờ con đậm màu. Quanh 17, cao 1m, bán ngang 72. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 480k bao ship toàn quốc ha. Cây đế quái 480k bao ship toàn quốc cho mã số 11. Mã số 11. Tiếp theo là mã số 12, cũng là một cây tím pháp. Quanh 16, cao 90, bán ngang là 86. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà 450k bao ship toàn quốc ha. 450k bao ship toàn quốc. 450 cho cây tím pháp mã số 12. Tiếp theo mã số 13, cam lửa và đỏ lửa ha. Mã 13, cây hai màu, quanh 13, cao 83, bán ngang 70. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 280k bao ship toàn quốc ha. 280 bao ship toàn quốc. Rồi cây cam lửa đỏ lửa luôn ha cả nhà.
số 10 4. Cây kim cương. Kim cương đỏ ha cả nhà. Kim cương đang nụ quá chừng luôn nè bà con ơi. Hoành 15. Cao 93. Tấn ngang 67. 250k bao ship toàn quốc hay cả nhà. 250k bao ship toàn quốc. Cho mã số 14, cây kim cương đỏ. Mã số 15 là một cây đỏ lửa. Hoành 15. Cao 85. Nó ngang 62. Cây này 280k bao ship toàn quốc. 280 ha, bao ship toàn quốc. Đế đẹp đó cả nhà. Rồi tiếp theo. Có combo ha, Zalo một số combo Zalo với cả nhà ha. Mã 16. Mã combo 16. 2 cây nha bà con. Combo 2 cây. Này à, cây nào cũng 2 màu 3 màu hết cả nhà. Hồng lửa violet. Cái này làm cắt kè. Cắt kè hoa ha. Còn bên đây là cắt kè với lại đỏ đuôi cáo ha. Combo như vậy là 300k. Cái này hoành 12. Cái này hoành 13 ha. Chiều cao 70. Rồi tán ngang cũng được 40 ha cả nhà. Rồi cặp như là em Zalo với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc ha. Cái combo 16. Mã số 16. Số 17. Mua combo về mình được nhiều giống nhiều màu về mình ghép ha cả nhà. Lấy bo mình ghép. Hồng lửa. Phụng hoàng lửa. Hồng gân. Cái này là ba màu. Hồng lửa, hồng gân và phụng hoàng lửa ha. Có ruby luôn, có được một nhánh ruby nữa. Cái này bốn màu nè. Cái này là cắt kè. Cắt kè không? Với hồng gân. Kè với hồng gân. Rồi. Hoành 11. Hoành 11 luôn ha cả nhà. Cao 59. Ngang ha. Rồi. Cặp số 17 này là cũng 300k bao ship toàn quốc ha cả nhà. 300k bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo. Cặp 18. 18 là một cây này là cây ruby ha. Một cây ruby. Một cây cái này là cắt kè với hồng lửa. Cắt kè với hồng lửa ha cả nhà. Đây là hồng lửa nè. Bên đây cắt kè nè. Còn cái này cái gì lạ lạ nè, hồng gân nè. Đây là hồng gân. Ba màu luôn. Này cũng mới cắt cơi ha cả nhà, nó chưa có ra được dài. Về mình nuôi thêm nó rồi nó sẽ ra thêm được trên cả nhà ha. Lấy bo ha. Hoành 14. Hoành 13. Cao là 45. Rồi. Tán ngang cũng đều tán ha. Rồi, mã 18 này em giao lưu với cả nhà mình 250k ha. 250k cho mã 18. Hai cây hai cây nha. 250k là em bao ship luôn đó nha. Rồi tiếp theo mã 19. Hai cây. Dưa hấu hồng gân. Alisa và Sakura phớt hồng. Cây này tính ra 5 màu luôn á. 1 2 3 4. 4 màu. Và cái này là hồng gân không hết cả nhà. Chúng mình mua combo như vậy em ship đi lần cho nó nhẹ tiền ship đó, nên em bán giá mềm cho cả nhà ha. Cả nhà mua một cây lẻ cũng vẫn bán nhưng mà giá nó sẽ cao hơn ha. Cây hồng gân hoành 10.
cây bốn ba màu, bốn màu này hoành 10, hoành 14, chiều cao là 62. Rồi phong tàn ha. Rồi cặp này giao lưu cả nhà 300k bao ship toàn quốc ha. 300k bao ship toàn quốc ha. Cả hai cây luôn ha cả nhà. Tiếp theo 20. Khủng hoàng lửa. Sakura phớt hồng 2. Bên đây thì tắc kè và hồng lửa. Bên đây là cái này là gì? Sakura phớt hồng với phụng bằng lửa. Là được 4 giống hả? Được. Hai cả combo này được 4 giống. Hoành 14. Hoành 14 luôn ha cả nhà. Cao 67. Hàng tán cũng xâm xê ha cả nhà. Rồi 300k bao ship toàn quốc ha. Thì combo mã số 20. Tiếp theo combo mã số 21. Tắc kè. Hồng lửa. Hồng gân. Hồng gân. Ba màu. Cái này hồng gân không? Hồng gân không? Hoành 8. Hoành 11. Cao 62. 250k. 250k cho mã số 21 luôn ha cả nhà. 250k bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo 22. 2, một combo 2 cây nhiều màu. Có Alisa nè. Phước hồng Sakura nè, hồng gân là 3 màu. Ok, bên đây thì có Alisa, kè, kè và phụng hoàng lửa. Hoành 14. Hoành 15. Tàn lùng lực không hả cả nhà. Cao 55. Rồi hai cây này gốc to lùng lực ha cả nhà. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc ha. 350. 350k. Cặp này hoành to gốc lùng lực. Tiếp theo 23. Cũng hoàng lửa. Phấn hồng Sakura, hồng gân, cành vàng lá ngọc. Hai cây bốn giống ha cả nhà. Hoành 13. Bên đây cũng hoành 13 luôn. Cao 65. Không tàn ha. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc ha. 250k bao ship toàn quốc cho cặp số 223. Hồng gân phụng hoàng lửa. Hồng gân phụng hoàng lửa và Sakura phất hồng. Cây này đã được 3 màu. Cây này 3 hồng màu, cây bên đây 2 màu. Phụng hoàng lửa với lại hồng gân. Phất hồng, Sakura. À có thêm đây hồng gân nữa không? Ừ, có cái đó hồng gân. Được 3 màu luôn. Phất hồng Sakura. Là món cây được 3 màu nha bà con. Hoành 12. Hoành 12 luôn ha. Cao là 56. Tàn tán xung xê luôn ha cả nhà. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà 350k bao ship toàn quốc ha. 350k bao ship toàn quốc cho mã số 24. 24. Tiếp theo 25.
25 là cắt kè, cắt kè và lòng đèn vàng ha. Bông lòng đèn nó chấm chấm ngổn như vậy. Mười sáu, mười lăm, sáu mươi, hàng tán xin xê hết đây nè. Rồi cặp này anh Zalo cái nhà 300k, ba ship toàn quốc luôn, 300k, quá rẻ cho cặp số 35 luôn, 25 luôn hết đây nè. Còn một số combo đó là thanh lý hết luôn hay cả nhà. 26 hớt hồng sakura và hồng gân, một cây hồng gân và một cây sakura ha, mỗi màu một cây. Quanh 16, quanh 11, cao 70 phân tạng ha. Rồi hai cây này em giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn, 300k luôn ha cả nhà, nó rẻ ha. Cây này là ở khu vực miền Nam mình là chơi tới Tết luôn ha, chơi hoa tới Tết luôn ha. Cả nhà nó đang âm nụ ở trên cái đọt, nó ra nụ hoa tiếp nữa ha. Tiếp theo mã 27, cây tím tiết và cây hồng gân, cây đều dán một cốt nha bà con, hồng gân và tím pháp, hồng gân và tím pháp á, cây này được hai màu ha, hai một màu. Cốt ha, cây này thì tím tiết một cốt luôn, cây này về thay chậu lên trên Tết vu luôn ha cả nhà. Quanh 11, cây này là hoa quanh năm luôn á. Quanh 10, cao 83, quanh tàn rộng ha. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà 350k, 350k bao ship cho mã số 27 đi luôn ha cả nhà, 2 cây 350k bao ship toàn quốc. Tiếp theo 28, 28 là cái cây tím tuyết siêu bông. Không, mình thấy không, nó ra hoa nó già, nó rụng bớt tới tọt trong nách nó ra theo nè. Mấy cái này là bông không nha bà con, chơi cây này là hoa là quanh năm luôn, tím tiết là hoa quanh năm ha, siêu bông ha, thuộc dòng là siêu bông hết nha. Quanh 14, quanh 12, cao là 64, hai cây phân tàn cũng ngang nhau ha. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà 300k bao ship toàn quốc luôn, 300k, 300k cho cặp số 28. Tiếp theo cặp số 29 cũng là cặp cuối list luôn ha cả nhà, siêu bông tím tiết siêu bông và cẩm thạch đột biến ha, tím cẩm thạch đột biến mã 29. Quanh 10, quanh 14, cao 85, cây bên đây cao hơn ha, 88 ha. Rồi phân tàn à ha. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà 300k bao ship toàn quốc luôn, 300k bao ship toàn quốc cho mã số 29. Đây cũng là mã của clip ha. Rồi cả nhà có sỉ lẻ thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình ha. Rồi chúc cả nhà xem clip thật vui vẻ. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo. Em cảm ơn chị Nhung nha. Mến chào bà con à. Hy vọng bà con mình hợp nhãn một chút ngồi nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tới nha. Bye bye bà con ạ. À.